Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình tối thứ Bảy ngày 2 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày này cách đây 78 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trước cuộc meeting của đông đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đã trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân, đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới. Từ nay, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ra đời. Tuyên ngôn độc lập bất hủ mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới. Lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. 78 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, không tiếc vật chất và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mỗi người Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu cũng không khỏi xúc động bồi hồi khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng. Phát huy những thành quả đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên hôm nay không ngừng ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Điện Biên ngày càng giàu mạnh, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, tối qua mùng 1 tháng 9 tại quảng trường mùng 7 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình nghệ thuật vang mãi khúc Khải Hoàn Ca chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dự chương trình nghệ thuật có đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đến thưởng thức, cổ vũ đêm nghệ thuật. Chương trình nghệ thuật với chủ đề vang mãi khúc Khải Hoàn Ca được chia thành 3 phần: niềm tin theo Đảng, thống nhất non sông và khát vọng hùng cường thẳng hướng tương lai, với 14 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Các tiết mục ca múa được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng với nội dung ca ngợi công lao của Đảng, Bác Hồ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết gắn bó quân dân cũng như những thành tựu phát triển của tỉnh. Chương trình nghệ thuật đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang cũng như nhân dân trên địa bàn tỉnh theo dõi cổ vũ. Thông qua chương trình nghệ thuật đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời đây còn là hoạt động nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn thu hút ngày càng nhiều du khách tới tham quan, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ đã xây dựng thêm các sản phẩm giúp gia tăng trải nghiệm của khách. Vâng, đây là hướng đi góp phần lan tỏa, phát huy giá trị của các hiện vật và giúp công tác bảo tồn của bảo tàng phát triển theo hướng bền vững. Khác với những dịp nghỉ lễ trước đây, mùng 2 tháng 9 năm nay đến với Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, người dân và du khách có thêm nhiều trải nghiệm với 3 điểm chụp ảnh check-in ngoài trời, gồm chụp ảnh với xe đạp thồ và hòm đạn, chụp ảnh với xe hoa rực rỡ sắc màu và chụp ảnh với trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Cùng với đó, nhiều thông điệp ý nghĩa như Điện Biên nơi chiến trường nở hoa, Điện Biên nơi ký ức tìm về, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ đến để tự hào cũng được lồng ghép tại những điểm check-in nhằm góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống tới đông đảo nhân dân địa phương và du khách. Hôm nay ở bảo tàng thì cũng có những chiếc xe hoa, rồi những địa điểm xe thồ và những địa điểm trưng bày bên ngoài để các con có thể chụp ảnh và có những trải nghiệm ngoài trời thú vị hơn so với mọi năm. Tôi thấy đây là những cái tiến bộ và thay đổi rất là kịp thời và để thu hút được giới trẻ và các cháu thiếu nhi và mọi người đến tham quan. Nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ và góp phần phong phú đa dạng các hoạt động của bảo tàng, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ còn tổ chức trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ.
với nội dung gồm 3 chương với 29 ảnh tư liệu, 2 hiện vật và một số bản trích, lời tựa. Khu trưng bày mới đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay thì chúng tôi đã cố gắng và có những cái hoạt động đổi mới để thu hút ngày càng đông du khách đến với bảo tàng, hưởng thụ văn hóa và tìm hiểu khám phá về lịch sử. Ngoài các cái hoạt động chuyên môn như trưng bày triển lãm giới thiệu về các tài liệu hiện vật thì chúng tôi cũng tích cực cải tạo cảnh quan, trồng những cái khuôn viên, những cái vườn hoa rất là đẹp để cho du khách có thể tới để thưởng ngoạn. Ngoài ra là một trong những hoạt động đổi mới của năm nay là chúng tôi cũng đã kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ. Và một trong những hoạt động đổi mới nữa đó là bắt kịp với cái xu thế của giới trẻ hiện nay thì bảo tàng chúng tôi cũng đã tạo những cái khuôn viên để các cái khu vực check-in để cho du khách có thể ngoài cái việc tham quan thì có những bức hình lưu niệm thật là đẹp, kỷ niệm về bảo tàng, hình ảnh bảo tàng cũng như là cái ý nghĩa của cái việc tham quan bảo tàng sẽ được lan tỏa tới đông đảo công chúng hơn. Với nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo như bổ sung nội dung trưng bày, tổ chức các sự kiện triển lãm chuyên đề hay xây dựng thêm hoạt động trải nghiệm phụ trợ để du khách được hòa mình vào không gian văn hóa lịch sử, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ đang từng bước tô thêm màu sắc cho hoạt động bảo tồn, lan tỏa giá trị lịch sử, góp phần thu hút, hấp dẫn đông đảo khách tham quan ở mọi lứa tuổi đến với bảo tàng, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống tới đông đảo nhân dân địa phương và du khách. Thưa quý vị và các bạn, hòa cùng niềm vui chung của cả nước, hôm nay mùng 2 tháng 9, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên phấn khởi nô nức tập trung về tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, mừng ngày Tết độc lập. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, ngay từ sáng sớm, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nô nức xuống phố. Trong những bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mông, dân tộc Thái, những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ đã tạo nên một bầu không khí hân hoan trong ngày vui của cả dân tộc. Hôm nay tôi đến đây chơi với mục đích là ngày kỷ niệm Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Tôi đi cùng với các cháu với hàng xóm ở trong bản làng ấy, đến nay thấy cảm thấy rất là vui. Đông đảo người dân du khách thập phương cũng về đây để được hòa mình vào không khí của ngày lễ. Trong các hoạt động được tổ chức, thu hút nhất phải kể đến các môn thể thao như ném còn, ném pao, thi dã bạch dày, những nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trong vùng. Tôi đến với ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của đất nước Việt Nam này. Tôi cũng có tham gia một số môn như ném ba bao này, xong là kéo co nữa. Là người Mông có những cái tiết mục là giã bánh dày này, và người dân tộc Thái này có cái tiết mục là ném còn. Nó là những cái truyền thống dân tộc của người dân của tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là của tỉnh Điện Biên. Mình rất là vui vì hôm nay là cái ngày vui của toàn dân, và mình cũng đưa các cháu đi tham quan và cùng tham gia cái lễ hội này. Xuống phố để tận hưởng không khí vui tươi trong ngày Tết độc lập, mỗi người dân đều cảm thấy tự hào, xúc động, thêm trân trọng những ngày tháng lịch sử hào hùng và những thành quả cách mạng to lớn của toàn dân tộc, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Chào mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thị trấn Mường Ảng đã tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao như ném còn, kéo co, bịt mắt bắt vịt, thu hút các đoàn vận động viên của 10 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn và đông đảo nhân dân tham gia với không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Mường Trà, 25 tháng 1 năm 1954, 25 tháng 1 năm 2024. Sáng ngày mùng 2 tháng 9, huyện Mường Trà tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Hương sắc vùng cao. Chương trình nghệ thuật gồm 15 tác phẩm ca múa, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước và những tiết mục mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Tại ngày hội năm nay, các trò chơi dân gian và các hoạt động thi đấu thể thao được huyện lựa chọn gồm ném pao, tung còn, tù lù. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 2 tháng 9, trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày lễ quốc khánh, huyện Nậm Pồ đã khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất.
Vui Tết Độc Lập trong ngày hội văn hóa dân tộc Thái đã tạo nên không khí vui tươi rộn ràng nơi biên giới Nậm Pồ. Ngày hội văn hóa dân tộc Thái huyện Nậm Pồ khai mạc bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, thể hiện được nhiều nét văn hóa dân tộc Thái. Trong đó có trích đoạn lễ cầu an, cầu cho mưa thuận gió hòa, bản mường an vui, hạnh phúc, ấm no, nhà nhà, người người mạnh khỏe, bình an. Ngày hội đã tái hiện nhiều nét văn hóa của dân tộc Thái như hát dân ca Thái, tính tẩu, các điệu múa Thái cổ. Đây là lần đầu tiên huyện Nậm Pồ tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Thái, vừa góp phần bảo tồn quảng bá văn hóa dân tộc Thái, vừa tạo sân chơi cho nhân dân các dân tộc trong huyện dịp lễ Quốc khánh năm nay. Tôi thì cũng chưa đi cái lễ hội của dân tộc Thái như thế này bao giờ. Lần này là lần đầu tiên. Vậy thì bản thân của ông thì ông rất là thích. Đấy, chị, nào là múa khăn, nào múa nón này, nào là xòe này, đủ kiểu và đánh đàn tính nữa. Hôm nay là ngày Tết Độc Lập. Em được đến đây chơi thì em cũng rất là vui. Và được chọn cho mình một bộ trang phục rất là ưng ý ạ, cầm theo khăn pia và quả còn, đến cùng với các chị em để tham gia lễ hội. Em rất là tự hào về dân tộc của mình. Em rất là vui khi được sinh ra và làm một người dân tộc và một người con gái Thái ạ. Huyện Nậm Pồ có 8 dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc mang bản sắc văn hóa riêng, độc đáo. Trong đó, dân tộc Thái là một trong những dân tộc hình thành đầu tiên ở mảnh đất biên giới Nậm Pồ. Cộng đồng dân tộc Thái ở Nậm Pồ giàu bản sắc văn hóa, được giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ. Đây là một lợi thế để huyện Nậm Pồ từng bước phát triển văn hóa Thái gắn với du lịch cộng đồng. Ngày hội là nơi để giới thiệu các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái. Tham dự ngày hội, nhân dân và du khách được hòa mình vào không gian lễ hội với chương trình nghệ thuật đặc biệt, các trò chơi dân gian và các món ăn ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái. Đây cũng là dịp để bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái huyện Nậm Pồ, và cũng là nơi để giao lưu, chia sẻ cũng như là tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân dân trong và ngoài huyện. Ngày hội diễn ra từ ngày 2 tháng 9 đến trưa ngày 4 tháng 9 với các hoạt động như thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Thái, liên hoan nghệ thuật quần chúng, thi ẩm thực, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và sản phẩm thủ công truyền thống. Cũng tại ngày hội, nhân dân và du khách sẽ được tham gia các hoạt động vui chơi trải nghiệm, các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian truyền thống dân tộc Thái như tung còn, tóm mã lẹ, hát giao duyên, múa sạp, múa xòe. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với không khí của ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Mường Nhé, huyện biên giới cực Tây của Tổ quốc, đồng bào các dân tộc nơi đây cũng tưng bừng kỷ niệm với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Cứ vào dịp mùng 2 tháng 9 hàng năm, cấp ủy chính quyền và toàn thể đồng bào các dân tộc huyện Mường Nhé lại tưng bừng chào mừng ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mường Nhé được tổ chức với các hoạt động sôi nổi, hoành tráng. Sự kiện này được đông đảo bà con nhân dân huyện Mường Nhé rất mong đợi. Ngay từ sáng sớm mùng 1 tháng 9, các gian hàng giới thiệu màu sắc văn hóa đặc trưng và các lâm, nông sản địa phương đã được dựng lên. Gian hàng của xã Nậm Vì trưng bày nhiều sản phẩm địa phương và giới thiệu màu sắc văn hóa đặc trưng khá bắt mắt của các dân tộc trên địa bàn. Vâng, đến với ngày lễ hội 1 tháng 9 thì để cho giao lưu với mọi người, để mọi người biết được nhiều hơn về bản sắc dân tộc của xã mình nhiều hơn. Thì trang phục của dân tộc Mông thì có chủ yếu đó là 3 dân tộc. Dân tộc Thái và dân tộc Mông thì gồm có 4 nhánh, đó là Mông trắng, Mông xanh và Mông lềnh và Mông đen. Những cái bộ trang phục là vẫn giữ được cái thời xưa, cái cổ truyền, là vẫn giữ được cái bản sắc của mình, vẫn không vứt bỏ được. Đêm khai mạc ngày hội diễn ra với một chương trình văn nghệ đặc sắc, sôi nổi và thu hút sự quan tâm đông đảo của quần chúng. Khán giả tới đây thưởng thức các màn hát múa đặc sắc và phần thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc đẹp mắt, độc đáo. Hàng nghìn người dân từ khắp các xã trên địa bàn huyện Mường Nhé đổ về đây theo dõi chương trình nghệ thuật và cùng nhau vui chơi. Sáng ngày 2 tháng 9, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Nhé đã đến thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Để có ngày đất nước độc lập, non sông thống nhất, cha anh chúng ta đã đổ bao xương máu, đó là điều chúng ta không thể nào quên. Sống và làm việc trên dải đất biên cương của Tổ quốc, mỗi cán bộ người dân nơi đây càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.
Kỷ niệm mùng 2 tháng 9 thì huyện Mường Nhé tổ chức nhiều sự kiện rất có ý nghĩa, nhất là ý nghĩa về giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc trong nhân dân các dân tộc, mà chúng tôi rất là phấn khởi và tự hào, và các thế hệ của cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé phấn đấu xây dựng huyện Mường Nhé ngày càng phát triển ấm no hạnh phúc. Mùng 2 tháng 9 nơi miền đất cực Tây Tổ quốc, cán bộ và nhân dân các dân tộc Mường Nhé hân hoan đón chào ngày quốc khánh của đất nước. Ai tới đây vào ngày này trong lòng cũng hân hoan bởi không khí vui tươi của ngày hội non sông và bởi sự đổi thay từng ngày của quê hương Mường Nhé. Là năm nay dành ít thời gian để lên trên này đi thăm Mường Nhé, rồi đi cổ vũ cho những người, tất cả nhiều người dân tộc nó ở trên này. Ở trên này nó là rất là đẹp, rất là nhiều dân tộc, nó là rất là nhiều đồng phục của người dân tộc. Là trên này nó là rất là tuyệt vời luôn. Năm nay Mường Nhé mình đẹp rồi, đẹp nhất. Mường Nhé 10 về thi múa khiêng ở xã Mường Nhé. Đến đây thấy đông người thì nó vui lắm, thì nó thích đi lắm. Mường Nhé hôm nay còn không ít khó khăn thiếu thốn. Tuy nhiên với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, hỗ trợ đồng bào các dân tộc nơi đây phát triển về kinh tế và văn hóa, miền đất biên viễn này đã và đang từng bước thay da đổi thịt, xứng đáng là miền phên dậu vững vàng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, thời khắc lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đánh dấu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc. Vâng, 78 năm đã trải qua nhiều gian khổ hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Ngày nay, đồng bào các dân tộc Điện Biên lại cùng đoàn kết xây dựng Điện Biên ngày một đổi mới. Điện, đường, trường trạm được quan tâm đầu tư đồng bộ, 100% số xã trên địa bàn tỉnh có đường ô tô đến trung tâm, trên 90% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Đó là những minh chứng rõ nét về những khởi sắc của khu vực nông thôn. Đặc biệt, sau khi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn tỉnh, đến nay Điện Biên đã có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 40 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 26 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn giảm còn hơn 36%. Bản thân và gia đình chúng tôi cũng rất cảm ơn Đảng và Nhà nước. Bây giờ Nhà nước đã quan tâm này, tạo điều kiện cho bà con chúng tôi như đường này, mở đường này, xong lại đường bê tông hóa này, nhà nào cũng có phương tiện đi lại này, sạch sẽ, đường làng không bẩn như trước kia nữa, bây giờ rất chi là sạch sẽ rồi. Đời sống của bà con từng bước được cải thiện, từng bước được nâng lên rồi. Không chỉ ở khu vực nông thôn, bộ mặt đô thị Điện Biên ngày càng có nhiều thay đổi tích cực, hiện đại và văn minh. Nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp và mở rộng, tạo đòn bẩy, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, hiện thực hóa quy hoạch xây dựng thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Điện Biên Phủ nói riêng và của tỉnh Điện Biên nói chung. Chú trọng phát triển đô thị theo hướng bền vững, đô thị thông minh, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả việc thu hút đầu tư các dự án, quyết liệt chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý trật tự, xây dựng đô thị, tạo những chuyển biến rõ rệt. Tôi thấy là về mặt cơ sở hạ tầng thì rất là phát triển, nhất là mấy năm gần đây. Thì tôi thấy là đường xá, trường học, rồi là chợ, thì bà con nhân dân ta là rất là phấn khởi về cái lĩnh vực mà phát triển kinh tế hạ tầng của cơ sở, của thành phố. Từ những chỗ đấy thì bản thân tôi mới là bà con nhân dân toàn thành phố thì cũng muốn là phát huy nội lực để góp phần xây dựng về mô hình đường xá, rồi là xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. 78 năm đã trôi qua, kể từ ngày đất nước giành độc lập, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên phấn đấu đưa kinh tế xã hội tỉnh nhà ngày một phát triển. Nhờ vận dụng tốt các nguồn đầu tư, Điện Biên đã và đang khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp xây dựng, dịch vụ du lịch, làm thay đổi bộ mặt của tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Năm 2022, Điện Biên đứng thứ 2 về tốc độ tăng trưởng trong số 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, xếp 24 trên 63 tỉnh thành trong cả nước.
đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần đều được cải thiện rõ rệt. Dự ước đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 26,57%, giảm gần 4% so với năm 2022. Có thể nói là thông qua các cái chương trình dự án và các cái nguồn lực đã đầu tư và hỗ trợ cho người dân và đời sống xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều cái thay đổi rất là rõ nét. Nhất là chúng ta thấy rằng là hạ tầng thiết yếu là phụ như là giao thông, điện, nước sinh hoạt, các cái công trình trường học, rồi trạm xá khám chữa bệnh, rồi các cơ sở vật chất khác, tất cả những nơi khó khăn nhất trước đây là chưa có điện thì chúng ta cũng cơ bản đã có đầu tư về lưới điện cho nông thôn rồi. Qua đó thì đời sống vật chất tinh thần của nhân dân của chúng ta thì ngày càng được nâng lên. Với chủ trương, đường lối lãnh đạo không ngừng đổi mới của Đảng và Nhà nước, sự đoàn kết, đồng thuận của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, Điện Biên hôm nay đang ngày một đổi thay, tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia. Đó là mục tiêu và cũng là nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Biên quyết tâm thực hiện, góp phần đưa Điện Biên trở thành điểm sáng nơi cực Tây của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, VNPT Điện Biên đã phối hợp với tỉnh đoàn triển khai chữ ký số VNPT Smart CA cho đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, tỷ lệ người dân cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA đang đạt thấp so với kế hoạch. Ngay sau khi tham gia lớp tập huấn cài đặt dịch vụ chữ ký số từ xa VNPT Smart CA do VNPT Điện Biên tổ chức, anh Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên đã về địa phương triển khai tới các chi đoàn, hướng dẫn đoàn viên thanh niên, người dân cài đặt. Tuy nhiên, dù đã đến tận thôn bản hộ gia đình hỗ trợ cài đặt, việc triển khai chữ ký số VNPT Smart CA vẫn gặp khá nhiều khó khăn và vướng mắc. Chúng tôi còn gặp khá nhiều khó khăn. Về đầu tiên là những người chưa biết sử dụng smartphone còn chiếm một phần lớn trong các thôn bản. Thì nhiều lúc thì đi đến các thôn bản thì phần mềm nó bị trục trặc, nó bị lỗi thì không thể cài đặt được cho bà con nhân dân. Và cái thứ hai là nhiều lúc là đi là một số thôn bản chưa có mạng 4G nên là về vấn đề cài đặt thì là còn rất khó. Nên là chưa thể cài đặt được cho bà con nhân dân. Đoàn viên thanh niên của xã Thanh Chăn xuống hướng dẫn làm chữ ký số ấy, tôi thấy cái này cũng rất tiện ích cho bản thân tôi và gia đình. Nhưng sau bên cạnh đó thì đối với trong gia đình tôi cũng có người cao tuổi ấy. Ví dụ như mẹ tôi hoặc bố tôi vì nó cao tuổi thì nó cũng không biết sử dụng điện thoại thông minh ấy. Thì các bà bây giờ vẫn dùng điện thoại thường thôi, điện thoại thường từ xưa ấy, thì tôi nghĩ cái này đối với người già, người cao tuổi thì cũng không phù hợp mấy cho cái việc dùng chữ ký số trong thời đại hiện nay ạ. Có thể thấy lỗi hệ thống kỹ thuật, phương tiện, thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, nhận thức của một bộ phận người dân chưa cao là những nguyên nhân chính khiến quá trình triển khai chữ ký số VNPT Smart CA trên địa bàn tỉnh đang chậm so với kế hoạch. Đến nay, mới có hơn 3.300 chữ ký số được cài đặt, chỉ đạt hơn 6% kế hoạch. Trong thời gian qua, thì VNPT Điện Biên đã phối hợp cùng tỉnh đoàn Điện Biên triển khai chữ ký số VNPT Smart CA cho người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thì với loại hình chữ ký mới này thì cái mức độ hiểu biết cũng như là cái tính phổ cập đối với bà con thì nó cũng chưa rộng. Thì vì là cái việc mà chữ ký số này thì nó rất là tiện ích, nhưng tuy nhiên là phải cài đặt trên điện thoại hoặc các thiết bị thông minh khác, thì một số máy điện thoại thì cấu hình thấp hoặc là camera là nó bị mờ, thì trong cái lúc mà xác thực thông tin rồi sinh trắc học thì nó xảy ra cái việc nó không khớp với thông tin giấy tờ thì nó cũng xảy ra cái tình trạng lỗi. Xác định ưu điểm của chữ ký số là giúp tăng cường bảo mật, xác thực người ký, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Chữ ký số cũng giúp tối ưu hóa thời gian xử lý các văn bản, không cần phải ký tay hoặc mất thời gian chuyển tài liệu giấy như phương pháp ký thủ công.
Do vậy, để khắc phục khó khăn, đẩy nhanh việc triển khai chữ ký số VNPT Smart CA, VNPT Điện Biên đã triển khai các giải pháp cụ thể. Thì VNPT Điện Biên cùng với tỉnh đoàn thì cũng đã thực hiện bố trí các lực lượng thường trực. Như ở đây thì chúng tôi có thực hiện bố trí một tổ thường trực để hỗ trợ giải quyết những cái trường hợp mà xảy ra như vậy, để giúp cho cái việc mà đăng ký Smart CA nó được trôi chảy và không có vướng mắc. Trong thời gian tới thì đoàn viên thanh niên của trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục tăng cường các cái hoạt động mà tuyên truyền đến với người dân, để người dân có thể có nhiều thông tin hơn về cái chữ ký số cá nhân này, và cũng sẽ cùng phối hợp với các đơn vị viễn thông ở trên địa bàn để tổ chức triển khai làm sao cho có hiệu quả nhất. Trong thời gian tới, VNPT Điện Biên sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh đoàn Điện Biên đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền lợi ích và tính cần thiết của việc sử dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử, giải quyết thủ tục hành chính, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và nhân dân tại địa phương, đơn vị, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể đến từng đơn vị, mỗi đơn vị giao chỉ tiêu cụ thể tới đoàn viên thanh niên, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cài đặt trên 60.000 chữ ký số vào cuối năm 2023. Và đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của đài chúng tôi trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc qua kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.